Và xin hội chúng ta trong trà có tay tên lòng
mình để cùng Hoa Mỹ là cùng chờ đón luôn. Và cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên chư tôn thiền đức. Kính thưa mọi nhà trai và nhà gái cùng quý hòa khách, để cho buổi lễ hành Phật sáng hôm nay được trang nghiêm, long trọng và thành tựu viên mãn. Vào giờ này chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức đồng khởi tâm, cũng như kính mời toàn thể quan viên nhân họ đồng khởi tâm để nhân hương tụng kinh cầu nguyện. Một Phật, chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức đồng hòa âm tụng phẩm kinh. Một Phật. Dân hương ai giới hương, tình hương giữ huệ hương, giải thoát giải thoát tri kiến hương, nêu quang minh vân đài hiện pháp giới, cung dường tam bảo khắp mười phương, lễ Phật nghệ kính lạy Phật từ bi tu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh, dần gian biết theo tu hành, nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường, lễ pháp mê kinh lại pháp là phương giải thoát mê gốc chân truyền y bát từ xưa, pháp tu chứng đăng kịp giờ là độ người qua đến bên bờ bên kia, lễ tăng ở kính lại tăng nghiêm trì giới luật nghề hành tăng vô nhân vật thanh bằng tự mình giác ngộ lý chân hay giúp người giác ngộ duyên cần công tu khai kinh kệ đào vòi khỏi không trên trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con này nghe rằng kiên trì niệm nguyện dạy Như Lai nghĩa nhiệm màu kinh hạnh phúc như vậy tôi nghe một thời tế tôn thư tại thì viên tỉnh xa của trường trong cô đông gần thành xa về khi đêm gần mạng có một vị trời chúng sắc khu hạnh hầu chiêu diệu sáng quả kỳ viên đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên cung vạn Phật bằng lời kể rằng chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hàng tầm cầu mong đời một sống an lành xưng ngày vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng Thế Tôn tùy lời rồi giảng dạy như vậy không cần gửi kẻ ác thân cận vật tri hình đáng lễ là phúc lành cao thượng ở chú sư thích hợp công đức chưa ta đạt chợt chánh hương từ tâm là cùng cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi theo huấn luyện hồng tập nói nhưng lời chân chất là phúc lành cao thượng điều bận sanh thanh dưỡng dục vợ và con sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng bổ thành chúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng xa tâm điểm an chế ngự không say xưa trong pháp không phong dân là phúc lành cao thượng biết cung kính khiêm nhường đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục lời du hòa yết kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận là phúc lành cao thượng tự chủ sống bằng hành hay rõ ly thanh đến
gian một quả niết bàn là phùng cao thượng, khi xuất gia biệt đời tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng vững sợ. Như vậy không chỗ nào hồi thân khắp đời được an toàn là phúc lành cao thượng. Hỏi hướng chung phẩm kinh con mới đồng rồi, nguyện đem phương đơn cung bồi chúng sanh, người người thân tình tu hành nề bên nề cũng giao biến thành ao sen. Ly kinh sáng suốt như đèn nề rồi vào tâm trí tôi đèn sáng liền, nguyện con phụng pháp có duyên nghe gặp người trí thức bạn hiền đồng tu, ngày ngày tinh tấn công phu pháp đăng chẳng để mở lũ lạnh lùng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật này, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con kính cầu nguyện đến đây là đi mạng, chúng con kính cung kính chư cô thì được tăng đoàn an toàn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên chư tôn thiện đức, kính thưa mọi nhà trai, mọi nhà gái cùng quan viên hai họ, kính thưa quý quan khách gần xa thân mến, chim tung cánh long tinh mừng hạnh phúc, hoa hát cười đón ánh nắng của bình minh, mừng cho đôi bạn đẹp xinh, đẹp đôi lo phượng chúc mai một nhà, họ hàng cô bạn gần xa đến mừng hạnh phúc tạo tầm cà kê, chúc cho duyên thông má kề trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Vậy qua giờ này chúng con thành kính cung tịnh hòa thượng để biết chứng minh, có đôi lời chứng minh cho cô dâu và chú rể trong ngày cưới hôm nay, sau đó thì chúng con sẽ được kính cung tịnh hòa thượng trụ trì để nhìn chứng minh ban đầu từ và chúc phúc đến với Tân Lan và Tân Hương, để cho Tân Lan và Tân Hương được hưởng được công đức. Chúng con kính thỉnh hòa thượng một phần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng bạch chư tôn và thượng tôn hòa thầy tăng, chúng bạch và thượng Thích Ca Mâu Ni Phật đương kim trụ trì thỉnh xã chúng tăng trụ trì về. Thưa hai họ, hôm nay ngày tốt tháng lành, đẹp duyên đẹp phận và thành phúc thế thiết dài hạnh phúc phồn quay, tâm năm nguyện giữ lời thề nguyện chung. Cô dâu chú rể tuyệt vời, áo xanh áo đỏ tươi cười bên nhau, chư tăng chúc cầu cô dâu chú rể hạnh phúc bền lâu, muốn bền lâu thì nhận quà nhường nhịn là câu trao mình, nhẫn nhịn thở chi phí miễn ba dịch chưa, nhận quà là trong gia đình sẽ được an lạc yên vui hạnh phúc. Vậy thì phần chồng ra sự thế đề ra, vợ để ở nhà lo phần hỗ trợ gia đình ở trong, cứ là thành lại các mình đi đến đâu nghĩa là đi thưa về tình, đó là cứ là thành lại các mình đến câu thật đi đến bà chồng thì dạy vợ ở đời, làm dâu quản thảo tại người còn ăn, chị dâu bạn dâu hòa thuận mười phần, bà con xa cách xóm liền nhờ mới khen, lòng chồng chớ ở bà ten, nhan sắc là hèn đức hạnh là hơn, chớ nghe tiếng quyền lời đời phụ dâu mới trụ tục
đẹp hơn văn luận. Đàn bài biểu diễn một thơ tháng lợi năm chờ chồng chúa vợ tôi quả giả bảo quân, bảo quân quả giả nhiều thế con dân con giả người ta chê người ta cười. Kính trọng hiền đức vô hồi sắc cầm hòa hiệp tóc bồi gia can. Gia can quân thần ca vũ tử cam quân thế ca quân thần ca vua phải minh con phải trung quân thần ca vũ tử ca cha phải có lòng từ con phải có hiếu thảo phu thế ca phu vợ chồng thêm vợ chồng lấy sự chân thật tối đại với vợ, vợ lấy sự trung trinh với hạnh tối đại với chồng thì trong gia đình sẽ được yên vui hạnh phúc sắc cầu hòa hiệp bắc bộ gia can quân thần ca phụ thần ca phụ thế ca trong nhà được hòa thuận an lạc yên vui hạnh phúc. Chúc cho hai cháu cô dâu chú rể được hạnh phúc tâm an phá liên đại lộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là lời chứng minh của Hòa Thượng Đệ Nhất Chí Minh. Tiếp theo chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Đệ Nhất Chí Minh, Hòa Thượng Chủ Trì có lời lời thương dạy cũng như thuyết phục đến cô dâu và chú rể. Chúng con kính thỉnh Hòa Thượng mô Phật. Trước nhất thưa vị nhà sư viết lời của Hòa Thượng Đạo Sư Chí Minh cảm thán cái tinh thần của hai gia đình Phật tử. Và từ lâu là Phật tử của Phật tử xá riêng, cái sự hiểu biết riêng và cái tự ngã tự ái riêng
Nhưng mà khi được quyền trước Đức Phật, được quyền trước Thiên Tăng để làm cái lễ hành thuận á, thì chúng ta lại phải có một cái cảm nhận sâu xa hơn bên cái tính cách của người chồng, người vợ. Thì chúng ta còn nhớ cái tính cách rất đặc sắc nữa là Phật tử. Cho nên mỗi lần mà chúng ta chỉ biết cái sự thương yêu nhau không như ở thế gian là cái đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà bên cạnh cái tình thương thì có lẽ đây gia đình, cha mẹ, bà con, hai họ thấy rất rõ nữa. Cái ngày lễ cưới bao giờ cũng đẹp hết và rất là tốt. Vì tất cả cha mẹ và bà con hai họ đều tập trung cho con. Thì con trai cũng như con gái nên nhất cũng là thế. Nhưng mà khi mà lễ thành hôn xong, lễ cưới đi xong, nhập chùa làm lễ hành thuận xong, về nhà có thể làm thêm một cái tiệc cho bên đàn trai đàn gái để chúng ta bày tỏ cái tình thương yêu của cha và mẹ, của ông và bà, của bà con dành cho hai cháu rồi. Thì bây giờ khi hai cháu trực tiếp làm vợ làm chồng trong một gia đình thì từ đó mình để một đôi tháng, một đôi năm đầu thì rất đẹp. Nhưng mà cuộc sống nó lại phải đương đầu với nhiều vấn đề, cho nên từ đó nó đòi hỏi bên cạnh cái tri thức, cái hiểu biết, cái bổn phận của làm chồng làm vợ thì chúng ta còn thêm một cái tinh thần của người Phật tử để chúng ta luôn luôn dung đắp và giữ gìn cho một cái tình thương yêu nó lâu dài cả đời. Mà thế gian thì gọi là trăm năm đó, mà làm sao giữ thăng bằng và không để cho mọi cái chuyện thất tình lục dục trong thế gian nó chi phối để chúng ta bị buồn khổ. Thì đây là một cái nét riêng mà hai anh con phải đáng nhớ cái duyên. Thì mỗi lần có gì vui buồn nhớ Đức Phật, nghe Đức Phật thì nhiều định quả chứng minh cho mình. Bây giờ mình cộng với cái tính cách thông thường và trai và gái và nam và nữ và chồng và vợ rồi, thì chúng ta còn có thêm một cái ánh hào quang của Đức Phật soi rọi đến. Và lời chúc lành của Hòa Thượng chứng minh cho. Và bây giờ thì thầy tặng thêm cho các con là năm chữ đáng nhớ. Đáng nhớ trong cái ngày lễ hạnh phúc của mình đó là năm cái hạnh an vui mà đi qua năm chữ. Thứ nhất chữ ái, thứ nhì là chữ kính, thứ ba là chữ tính, thứ tư là chữ nhẫn, và thứ năm là chữ xả. Trong những cái nét chung mà đã Hòa Thượng cũng đã có chứng minh cho rồi, nhưng mà bây giờ thì nhà sư là như vị thầy nhắc một lần để cho hai con nhớ thật kỹ. Và hôm nay mà được thành chồng thành vợ với nhau đó, mặc dù là do cha mẹ hai họ hai gia đình kết nối và bởi những người làm mà ông bà nay giúp cho tụi con, nhưng mà phải nói rằng là hai con đã có duyên trong nhiều đời một kiếp rồi, đã tình thương nhau rồi, bây giờ gặp lại cái tình thương nhau một kiếp nha. Ở ngoài đời là dùng cái chữ yêu để chỉ cái sự quá buồn là cái không thường, mà hai con thấy cái tình thương để mình gặp mình thấy cái nó nảy nở liền. Và cái đó là cái khác biệt những người bạn mà cũng như là hai con đã gặp từ cái tuổi đi học cho tới cái tuổi trưởng thành rồi tốt nghiệp đi làm việc. Và cho nên thứ nhất là chữ gái, nhân duyên nhiều kiếp nhiều đời, đời này gặp lại nhớ mười ngàn xưa, càng nhìn càng mến càng ưa, được cha mẹ kết thuyền đưa sang bờ. Cho nên hai đứa con thương nhau trước, rồi được cha mẹ bây giờ hôm nay tạo một cái duyên để làm lễ và đời để thành hôn và để vui quy trong đạo và để hạnh phúc. Càng nhìn càng mến càng ưa, hai con có thể gặp hàng trăm hàng ngàn người bạn, bạn học cũng như bạn làm việc, mình có thiện cảm nhưng mà thương lớn thì hai con thương nhau chỉ có hai con mới có nhau được. Cho nên cái đó là duyên nhiều đời kiếp đã từng thương nhau rồi. Cho nên hồi nãy vô cái thầy cũng thấy
À, cũng một cái duyên, giống như là em giờ thấy vợ chồng mình như anh em mình giống nhau, càng nhìn càng mới càng thưa được cha mẹ kết thuyền đưa sang bờ. Cái ngày nay thì em cũng để cho người đó thành ra cái là chị gái. Thứ hai là chị chính, cái khó nhau là chỗ này, mình thương với nhau không thương được đâu, nhưng mà có nhiều khi khi mà hai con nhìn ở đời khi mà mình chưa đến với nhau thấy có nhiều gia đình rất hạnh phúc, hay là cha mẹ của mình nhìn thấy, nhưng mà cũng có lắm lúc mình thấy sao cha mẹ cãi nhau, ngày nào mình thấy có nhiều gia đình hàng xóm ghen với nhau, ghen mà đến lúc có nhiều khi ghen la luôn không mắc thở ra trên, rồi lại bình thường rồi họ thương nhau, họ yêu thắm rồi à, mình ăn ngang với nhau tới bổ sung cái này tạo luôn. Tại vì họ thiếu cái chữ chính. Nghe mình đệ tử Phật, tự quỳ trước Phật, con kính Phật như thế nào, bây giờ phải thương kính với nhau. Còn cái duyên là vợ thành đồng, muốn trăm năm hạnh phúc thật sự đó, là đừng bao giờ thì bây giờ nó giảm nhẹ cái mức độ là phải biết kính nhau. Kính đây tức là chồng kính vợ và vợ kính chồng. Tại vì bây giờ ở nhà thì mình phải thương kính ông bà cha mẹ mình, cái đó tất nhiên được, bởi mình nhỏ. Nhưng mà bây giờ mình lại ngang với nhau, ngang với nhau nhưng mà có duyên với nhau, cho nên phải thương với nhau, phải biết kính với nhau. Coi như đây là, tại vì ví dụ như có những gặp bạn bè, con mới thấy được con bạn nữ với nhau. Bây giờ tôi có ông chồng, ổng hơn ông thần, hộ lại cho tôi. Hay là bây giờ được lại con, rồi còn nghĩ như vậy. Con nói bây giờ tôi có bà vợ, đi đâu cũng làm gì làm, chứ bà vợ tôi như là bà thần hộ mạng. Thế tôi đi đâu mà tôi làm gì cũng biết, bà vợ tôi về tới nhà, bà nữ thần làm cho tôi. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Kính là vậy đó, cho nên mình phải biết kính nha. Trong trường thực hào cũng nhớ thầy đã dặn rồi, cái ngày mình hứa trước Phật, trước tâm bà Chư Tăng, là thương với nhau, cái duyên nhiều đời. Bây giờ có cái tiếp phải biết kính với nhau, cái tình thương với vợ. Kêu thôi mà tới lúc mà nổ sụn nhau, nhìn cái mặt hồi rồi ba má tới làm lễ cưới cho mẹ mẹ thì lâu chờ chờ cũng chưa nổi. Nhưng mà tới nổ sụn sao giờ cái mặt cái ghét quá, mất cái kính thì là tôi rồi. Nghe là lúc đó phải nhớ cái ông thần của mình. Làm gì làm thì kính thì kính Phật. Nên Phật tử chỉ tăng cái buồn gì buồn buồn gì sống ở trong cuộc sống có nhiều chưa buồn lắm, nhưng mà đến quỳ trước Phật rồi bao nhiêu cái buồn phiền tan biến mất rồi. Nên khi nó ở một bên giữ cái ái cái kính, mình thương mình xin cha xin mẹ, cha mẹ phải làm lễ cho mình tán thọ cho mình, thì bây giờ là phải thương và phải kính nhà. Thầy dặn rồi nhớ chưa? Đó, nhớ như là ông mình thần nữ thần này hộ mệnh cho nhau thiếu không được. Rồi nhớ cho cha mẹ lo nhỏ lớn rồi. Rồi bây giờ thì cha mẹ cũng lo tiếp một chút nữa thôi. Đó, để tạo cho tụi con có cái cuộc sống dữ một chút nữa. Nhưng mà chính hai vợ chồng và chúng ta thương thương kính. Nhớ được kiếm cái đó. Người đời sẽ nghĩ mà tới khi mà mất hạnh phúc mà đến độ gây cho hồi nào mình anh em mà tới chừng nổ sùng cái mày tao mất cái hạnh phúc. Kính. Đó là cái chuyện của đời. Bây giờ con nhớ là chắc chắn các con mong được hạnh phúc cho nó mong để gì còn à, mà giữ ái kính nhớ chưa nhớ cái thứ ba là chỉ tính thương với nhau rồi phải tin với nhau nghe chưa hai mắt thương mà thương với nhau rồi kính với nhau mà muốn cho bền nữa là phải tin nhau nghe người ta nói đời này đời chỉ là cái xã hội văn minh của nhiều cái tinh nghiệm chứ sự chứng minh của chư tôn chư đức và cả họ nhà trai họ nhà gái cùng bạn bè của cô dâu chú rể và thầy hội chúng hãy lắng lòng để nghe lời thầy hứa của Tân Lan và Tân Tư. À, xin mời Tân Lan nói chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính tạ chư tôn chư đức, kính thưa quan viên hai họ cùng quý quan khách. Con kính thưa cha mẹ, hôm nay là ngày cưới của con vô cùng vui mừng vì đây là con là chính thức trưởng thành. Chư
Trước tiên con xin cảm ơn cha mẹ vì cha mẹ đã nuôi con khôn lớn thành người. Và giờ đây con được cha mẹ đã cho con ngày hạnh phúc thiêng liêng này. Con cũng xin cảm ơn cha mẹ đã cho phép con được cưới con làm vợ của con. Và yêu mà của anh cha mẹ hai bên đã được sáng tạo đến cái đôi ta nên nghĩa vợ chồng. Anh rất hạnh phúc khi được cưới em làm vợ. Từ đây anh và em sẽ được mãi mãi bên nhau trọn vẹn trọn đời. Giờ phút này tôi chúc được công đức cùng cha mẹ và họ hàng hai bên. Anh xin hứa sẽ mãi yêu em đến trọn đời. Cho dù mai này cuộc sống có phải không thế nào đi nữa, anh và em mãi mãi bên nhau cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Anh hứa sẽ chăm sóc và lo lắng cho em bằng một tình yêu thương trong sáng. Anh sẽ cho em một niềm hạnh phúc và đích thực. Anh xin hứa sẽ là một người chồng tốt, là một chỗ dựa vững chắc cho em. Và con xin hứa sẽ là một người con ngoan của cha mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là lời thầy hứa của Phật Tân Trang đối với Thanh Hương. Giờ đây thì xin mời Thanh Hương chúng ta cùng bạn hãy tập lời thầy hứa đối với Thanh Hương. Mời bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên tôn thiền đức, kính thưa hai họ cùng quý quan khách, con kính thưa cha mẹ. Hôm nay là ngày vui thiêng liêng nhất trong cuộc đời của con, vì ngày con được xuất giá đến chồng. Giờ đây con đã thật sự trưởng thành và con đã tìm được một cái ấm riêng cho mình. Trước tiên con xin cảm ơn cha mẹ vì đã vất vả cho con nên người và cho con có được hạnh phúc ngày hôm nay. Con cũng cảm ơn cha mẹ chồng vì cha mẹ chồng đã cho phép con được làm dâu của cha mẹ. Cuối cùng con xin nhắn nhủ tới chồng con là cha mẹ hai bên sẽ tác hợp cho anh và em được ở bên nhau. Em rất vui và hạnh phúc khi được về sống cùng với anh đối trước sư tôn hiền đức cùng với cha mẹ hai bên và thân tộc hai họ. Em xin hứa em sẽ là một người vợ hiền nhân hảo. Em sẽ chăm sóc cho anh và cùng anh xây dựng tổ ấm hạnh phúc cho đến trọn đời. Dẫu cho cuộc sống có thế nào đi nữa thì em cũng sẽ mãi mãi chung bước cùng anh để đắp xây hạnh phúc. Em xin hứa sẽ là người vợ hiền nhân hảo của lòng anh. Con xin hứa là con dâu đảm đang với cha mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là lời thề hứa trọn đời chung thủy của Tân Lăng và Tân Lương với sự chứng minh của Tam Bảo cùng quan viên hai họ là xong. Tiếp theo chương trình là phần trao nhận clip. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mấy bạn trên chương công thiền đức, kính thưa quý đại chúng, trong cuộc hôn lễ thì không thể thiếu phần trao nhận cưới. Nhận cưới là biểu trưng cho sự chung thủy lâu bền, mang một ý nghĩa nghiêm túc hơn, vì từ khi trao nhận cưới cho nhau thì đã chính thức nên nghĩa vợ chồng với nhau. Bởi vì cuộc sống không còn đơn giản khi chỉ lo cho bản thân, mà khi nhìn vào chiếc nhẫn cưới ấy, nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay ấy, thì tự mọi người phải tự thấy trách nhiệm của mình đối với những người bạn đời của mình. Dù vui sướng hay khổ đau, dù khó khăn hay vui sướng thì hãy thương bên nhau và cùng nhau vượt qua. Giờ đây thì chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đệ Nhất Chứng Minh có đôi lời chứng minh cho cặp nhẫn cưới này để cho Tân Lan và Tân Lương được trăm năm hạnh phúc. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Ngô Phật. Năm ngón tay anh em một mẹ sanh ra, hình dung một người da một màu, mỗi người tên bạch khác nhau, kìa là ngón cái đứng đầu là anh. Mọi người cũng đã trở thành ông hai chỉ rõ là anh thứ nhì, còn người đứng giữa tên chi ngón tay giữa ấy thì thứ ba, và người mới tập hồi nãy là đẳng thứ tư. Thứ tư ai biết tên mà còn ai đeo nhẫn gọi là vô danh. Còn em bé nhỏ xinh xinh rốt lòng em út em đành thận em, một nhà sum họp êm đềm, năm tên giàu khác một niềm dễ nao với nhau, lo toan công việc trước sau, bận tâm giúp đỡ mọi điều lợi chung vô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua
thân chính mình và chứng minh cho cả những dưới đến với cô dâu và chú rể. Và giờ đây thì xin mời Tân Lan và Tân Hải đón nhận cặp những dưới tại hóa thân chính mình đã chờ cho. Cái này là của bà xã, nhà biết bà xã không? Ông xã đeo cho bà xã. Đeo cho bà xã. Rồi cái này món thấy lớn hơn ha, tao cho bả bả theo cho ông xã. Vâng, kể từ đây hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập sẽ chọn đời bên nhau như nước với sữa. Xin hãy chúng hãy cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng hoan hỷ là cho hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi biết mình tỉnh hòa được trở về an toàn. Anh Di Đà Phật, chúng con đã nhận thấy Chư Tôn Đức đã chuẩn bị những phần quà để tặng cho cô dâu và chú rể nhân ngày lễ hạnh phúc hôm nay. Trước tiên chúng con kính xin Hòa Thượng chủ trì có món quà tặng cho Tân Lan và Tân Hương. Mời Tân Lan, Tân Hương hãy thành kính đón nhận món quà của Hòa Thượng chủ trì. Chúng con chào bỏ tay thật đồng nhiệm để mong nhận món quà của Hòa Thượng chủ trì. Và tiếp theo thì con kính xin Hòa Thượng, con kính xin Hòa Thượng chứng minh là thượng tọa và chủ trì. Con kính thỉnh mời thượng tọa và chủ trì trao phần quà đến với Tân Lan và Tân Hương. Đời không đạo nên đời loạn khổ, đạo ở đời thật chỗ yên vui. Cái cuốn này đời đạo quay được hết. Hai tác giả. Vậy là Phật đó là món quà của Hòa Thượng Thiết Minh. Hòa Thượng Thiết Minh đã trao món quà cho Tân Lan và Tân Hương. Coi là giàu sang phú quý, tiền vô như nước. Và tiếp theo cũng con kính thỉnh thỉnh món quà kế tiếp là món quà của Thượng Tọa và chủ trì của Phật. Chúc cho một tràng pháo tay để hoan nghênh món quà của Thượng Tọa và chủ trì đã tặng cho quý vị chủ trì nhân ngày hạnh phúc hôm nay. Cô dâu chú rể ngài thành kính là Chư Tôn Đức đã tặng cho quý vị món quà vô giá và là phát bảo của Phật để quý vị vận dụng vào đời sống mang đến niềm hạnh phúc cho thân tâm. Như đã nói tiếp theo chương trình thì là phần thương dạy của đôi song của song thân đối với đôi Tân Lan và Tân Hương. Xin mời thân phụ và thân mẫu của cô dâu và chú rể đồng khởi thân như vậy để có những lời thương dạy với những người con của mình trong ngày cưới hôm nay. Chiếc sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức chính là mời quý vị. Và trước tiên thì xin mời cô dâu chú rể hãy quay sang phía bên thân phụ và thân mẫu của Tân Lan để cho thân phụ và thân mẫu có lời thương dạy đối với Tân Lan và Tân Hương. Giờ đây thì xin mời quý vị có đôi lời thương dạy đến với người con của mình một lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Sư Tôn Thiền Đức, kính thưa hai họ cùng quý quan khác, hôm nay là ngày vui của hai con. Thứ sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức, cha mẹ có đôi lời khuyên dạy cho hai con. Và làm cha mẹ bao giờ cũng muốn cho con mình nên người. Giờ phút này cha mẹ rất vui vì đã chứng kiến các con thật sự là thủ thành. Từ giờ phút này hai con đã là vợ chồng với nhau. Hai con đã có tổ ấm riêng cho nhau, không còn phụ thuộc vào nơi ba mẹ nữa, nên hai con phải luôn yêu thương nhau, vợ chồng phải biết nhịn nhường với nhau, chăm sóc với nhau và phải chăm lo làm ăn. Đặc biệt gia đình mình là Phật tử nên các con phải cố gắng sống sao cho vẹn tròn hiếu đạo và giữ gìn đạo đức làm người để các con được cuộc sống an vui và nhân cách tốt. Ba mẹ chúc hai con sẽ trăm năm hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh Di Đà Phật, đó là tương dài chúc phúc của cha mẹ của Tân Lan. Giờ đây xin mời cô dâu chú rể thành kính lãnh lễ ba mẹ và ba lễ một phần. Sau đó thì mời cô dâu chú rể hướng về phía bên thân phụ và thân mẫu của cô dâu. Sau đó mời thân phụ và thân mẫu của cô dâu có lời là tương dài đến với những người con của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mâu Ni Phật. Kính bạch Tôn Sư Hiền Đức, kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là ngày vui trọng đại, ngày vui nhất của cuộc đời. Tôn Sư Điện Kinh và đời nhân của Tôn Sư Hòa Thượng, cha mẹ có ơn lời dạy bảo hai con. Cả con đã lớn lên và trưởng thành. Hôm nay là ngày tôi chỉ mình để xây dựng tương lai và hạnh phúc. Cả con phải biết thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Cả con phải biết nhường nhịn và chia sẻ lẫn nhau. Hạnh phúc ấy của cả con chính tay cả con chủ lấy. Điều mà ba đã nói đó là của con gái của ba. Rồi đây con khi lấy chồng, về làm dâu, con sẽ cố gắng làm hết mình để phụng sự với cha mẹ chồng, để tròn trào cho con. Cổ xưa có nói con gái là con của người ta, trong đó là phải biết thờ cha thì mẹ bên chồng và luôn luôn chăm sóc, coi cha mẹ bên chồng cũng chính như cha mẹ như vậy. Cả con phải luôn luôn chăm sóc lẫn nhau, và cả con phải biết hiểu đạo cha mẹ đối bên để xứng đáng là một người vợ hiền và hiếu thảo. Hôm nay chủ sự điểm minh của Tôn Sư Hiền Đức, cha có bấy nhiêu lời dạy bảo hai con. Nam mô A Di Đà Phật. Và cha mẹ chúc hai con trong năm đừng viên mãn, bạc đầu biểu phu thê. Chúc mừng hai con. Mời cô dâu và quý vị trở về ba mẹ. Vâng. Sau đó mời quý vị chú đề hãy đối với chúng tôi được ly rượu cha đầy hạnh phúc, rượu nồng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ trong già ân son nghĩa nặng như là vì chồng. Vâng, vừa rồi là những lời thương dạy vô cùng quý báu của hai đấng sanh thành dành cho cô dâu và chú đệ. Vậy giờ phút này một lần nữa xin mời cô dâu và chú đệ hãy hướng về hai đấng sanh thành của mình một lần nữa thành kính đảnh lễ ba lễ, để thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất đối với hai đấng sanh thành dịu dục của mình đã cho quý vị một hình hài một cuộc sống, dù cho có hy sinh cả cuộc đời của mình để có được niềm hạnh phúc cho quý vị. Ngay bây giờ quý vị hãy thành kính đảnh lễ một phần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là phần nghi lễ hàng tuần của Tân Lan và Tân Nương được sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Sư Tăng. Kết thúc chương trình là phần cảm tạ của bạn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính là trên Chư Tôn Thiền Sư kính thưa hoan nghênh ngài ngọc của quý quan khách. Buổi lễ hàng tuần của chú đệ là Võ Minh Toàn, sánh duy cùng cô dâu là Trần Thị Kiều Quỳnh đến đây đã thành tựu viên mãn. Thay lời cho ban tổ chức hai họ, chúng con thành kính kính đồ những tâm đức của Chư Tôn Hòa Thượng Chư Toàn của chư vị đại chúng tăng tại đạo tràng của sách trung tâm. Quý ngài đã vì lòng ghi mận thêm chút thời gian quý báu đã quan tâm đến chính mình và thành tựu trong buổi lễ hàng tuần sáng hôm nay. Sự hiện diện quý báu của quý ngài đã làm cho buổi lễ hàng tuần của chúng con được tâm trí công đức và thành tựu viên mãn. Chúng con một lần nữa xin được thành kính kính đồ tâm đức của quý ngài, và chúng con xin chúc quý ngài luôn dồi dào sức khỏe, mãi là bậc đầu ngũ trong ngôi nhà Phật pháp, sẽ làm mãi họ đèn sáng để soi sáng và dìu dắt cho chúng con những đức sự tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng thời ban tổ chức chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý hòa viên hai họ.
quý hoàng khách đã dành thời gian quý báu mà đến tham dự và chúc phúc cho cô vô và chú rể chúng vô. Chúng tôi chân thành biết ơn tất cả quý vị, xin kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, gia đình luôn được an khang thịnh vượng và hạnh phúc, đặc biệt là luôn thành tựu mọi việc trong cuộc sống. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn và lời chúc chân thành nhất đến với toàn thể quý vị. Trong thời gian diễn ra buổi lễ, nhất là phần tiếp đón tiếp khóa điều trị sơ sót, tất cả quý vị nhiệt tình hoan nghênh và quan cho xin cảm ơn quý vị. Buổi lễ đến đây là kết thúc và thành tựu viên mãn, và giờ này chúng con thành kính thank you.